Nghị viên Kimberly Hồ xin được chào đón tất cả quý vị đến với Tết diễn hành 2018 tại Bullseye Venue, thành phố Westminster. Bravo. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin nhân cơ hội này xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức Tết diễn hành, các mạnh thường quân, các thiện nguyện trong cộng đồng cũng như là các nhân viên thành phố đã cùng nhau tổ chức Tết diễn hành để gìn giữ và phát huy văn hóa Việt tại thành phố Westminster. Và chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, và chúng ta hãy cùng nhau hy vọng trong 2018 Việt Nam sẽ có dân chủ và tự do. Chúc mừng năm mới. Good morning everyone. On behalf of the city Westminster, we'd like to welcome you all to the city and to the parade, and I want to take this opportunity to sincerely thank the organizing committee members from the community and the city staff for working together to organize this beautiful event to celebrate our culture. United we stand, and we stand for freedom. Happy New Year to you and your family. Xin cảm ơn lời mở đầu chào đón của thị trưởng Tạ Đức Chí. Phải nói thời tiết rất là đẹp, đất trời đã ưu ái cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là thị trưởng của Westminster để chúng ta có những cái tiếng pháo giòn giã trong ngày đầu năm như thế này. Và thưa quý vị, bây giờ một lần nữa chúng ta hãy hướng về phía trước của sân khấu để cùng nhau cử hành nghi thức cắt băng thánh thành, cắt băng khai mạc cho ngày diễn hành Tết Mậu Tuất 2018. Một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh để giới thiệu quý vị, các quý vị mạnh thường quân bảo trợ và hiện diện trong tiết mục cắt băng khai mạc. Chúng tôi nhận thấy có bà Phạm Phát Bùi.